Mạng xã hội đang rần rần chia sẻ câu chuyện ăn kế trả vàng ngoài đời thực. Theo đó, một anh nhân viên bán ô tô 5 năm trước vì nhiệt tình hỗ trợ một vị khách mua xe Mercedes nên mới đây đã lừa chính vị khách ấy cảm ơn bằng cách tặng chiếc xe Mercedes khác có giá trị đến gần 2 tỷ đồng. Theo người đăng tải câu chuyện kể lại, nam nhân viên sale được tặng có tên là Chính làm việc tại showroom của hãng Mercedes ở thành phố Hồ Chí Minh. Cách đây 5 năm, anh Chính tận tình hỗ trợ cho một vị khách mua được chiếc ô tô đầu tiên của cuộc đời trong tình hình lập nghiệp khó khăn. Vị khách này rất cảm kích nên giờ đây khi đã phát đạt liền quay trở lại để bất ngờ cảm ơn anh Chính. Món quà vị khách này tặng cho anh Chính là chiếc ô tô Mercedes GLC phiên bản 2020 có giá trị lên đến gần 2 tỷ đồng. Chiếc xe được bàn giao cho anh Chính vào ngày 22 tháng 10 vừa qua. Anh Chính, nam nhân viên sale được tặng món quà giá trị, cũng không giấu được sự bất ngờ và xúc động. Trên Facebook cá nhân, anh Chính bày tỏ sự cảm ơn đến vị khách đặc biệt của mình và cho rằng những việc làm của mình trước kia thật sự nhỏ bé. Câu chuyện kể trên cũng được chính giám đốc và những nhân viên làm việc tại showroom ô tô xác nhận là chính xác. Vị giám đốc của showroom chia sẻ rằng ban đầu anh không thể tin câu chuyện này là thật, cho đến khi được lắng nghe kể lưỡng thì anh thật sự bất ngờ và xúc động. Cộng đồng mạng cũng hết sức bất ngờ trước câu chuyện đẹp đẽ kể trên. Tất cả đều cho rằng chiếc ô tô giá trị là phần quà xứng đáng mà nam nhân viên sale được nhận nhờ cách làm việc chuyên nghiệp, tận tâm, nhiệt tình của mình.